Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 11 Tây tháng 7 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Bé trai 14 tuổi bị đâm chết ở ga tàu điện ngầm tại New York. Bé gái 4 tuổi bị bắn chết tại Mỹ. Và bài bình luận đầu tiên, Fassi Bolon sẽ rút ngắn đường đến nhà tù của Donald Trump. Ukraine sa thải hàng loạt đại sứ. Tướng Mỹ bị đình chỉ công tác vì chế nhạo bà Joe Biden. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, Ron DeSantis, kẻ nguy hiểm cho nước Mỹ và thế giới nếu người Mỹ lại phạm sai lầm một lần nữa. Kính thưa quý khán thính giả, cảnh sát New York ngày 9 Tây tháng 7 cho biết một bé trai 14 tuổi đã bị đâm chết khi đang ở trong sân ga tàu điện ngầm của thành phố New York. Cảnh sát đã nhận thông báo về vụ việc vào khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 7. Sự việc này diễn ra trong nhà ga đường 137 City College ở quận Manhattan tại New York. Các sĩ quan cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân tại sân ga với một vết đâm ở bụng. Em này được đưa đến một bệnh viện gần đó nhưng được cho là đã không qua khỏi. Cảnh sát cho rằng cậu bé đã bị đâm khi đang đứng ở sân ga. Hiện chưa rõ điều gì dẫn đến vụ tấn công. Cảnh sát đang chờ gia đình xác nhận danh tính của nạn nhân. Và cũng liên quan đến những vấn đề không vui này, kính thưa quý vị, một bé gái 4 tuổi và một người đàn ông 40 tuổi đã bị thiệt mạng sau vụ nổ súng ngày 8 tháng 7 ở Akron, là thành phố vừa xảy ra vụ cảnh sát bắn chết người da đen bằng hàng trăm viên đạn. Các nhân viên y tế cho biết là danh tính người đàn ông tên là Johnny Gator và bé gái là Junior Thornburg. Cả hai người này đều sinh sống tại Akron, tiểu bang Ohio. Cảnh sát đã đến hiện trường hỗn loạn và thấy Thornburg và Gator bị thương nặng do các phát đạn. Ông Gator đã qua đời tại bệnh viện. Sau vụ nổ súng ngày 8 tháng 7, thị trưởng Akron, ông Dan Horrigan, cho biết căng thẳng đang gia tăng trong thành phố vào lúc này sau các vụ bạo lực súng đạn. Và chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Fassi Bolon sẽ rút ngắn đường đến nhà tù của Donald Trump. Kính thưa quý vị, Ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1 cuối cùng cũng đã nghe cố vấn Tòa Bạch Ốc của Donald Trump tường trình về cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc của Donald Trump là ông Fassi Bolon đã làm chứng trước Ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1 sau những cánh cửa đóng kín vào thứ Sáu. Cuộc phỏng vấn của ông kéo dài hơn một năm về cuộc điều tra của ủy ban về các tình huống xảy ra xung quanh ngày 6 tháng 1 và khi mà tấn công vào Điện Capitol của những đám đông bạo loạn ủng hộ Donald Trump và sau nhiều phiên điều trần công khai trên truyền hình. Trong các phiên điều trần đó, các nhân chứng đã mô tả ông Cipollone là một trong số ít những nhân vật nhiều lần chứng kiến nỗ lực của Donald Trump để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, nhưng ông không phải là người tham gia. Lời khai của Cipollone có thể được liên kết trong trí tưởng tượng của công chúng Mỹ với một cựu cố vấn khác của Tòa Bạch Ốc trước đây, là người đã ra làm chứng về những tội ác của cố Tổng thống Richard Nixon, đó là ông John Dean. Trong các phiên điều trần của vụ Watergate, John Dean đã làm chứng chống lại Richard Nixon và đóng một vai trò quan trọng trong việc xác lập tội danh của Tổng thống thứ 37 trong vụ bê bối Watergate. Nhưng mà vụ của Donald Trump lần này thì khó có khả năng là Fassi Bolon sẽ đi theo bước chân của John Dean để gây bất lợi thực sự đến Donald Trump. Nhưng mà dù sao, ông ta vẫn có thể cung cấp thông tin chi tiết mới về những gì mà Trump đã làm
trong cuộc tấn công vào Điện Capitol, cũng như các nỗ lực chính trị và pháp lý để đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden. Kính thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu Patsy Pullon là ai? Cựu thượng nghị sĩ và là ứng cử viên tổng thống hai lần của đảng Cộng hòa là Rick Santorum đã trả lời phỏng vấn khi nói về người bạn tốt của ông ta, đó là ông Patsy Pullon, và mô tả cựu cố vấn là một người khá đơn giản và thẳng thắn, là người tập trung vào đức tin, gia đình và công việc của mình. Cả hai gặp nhau khi những đứa trẻ của họ đi học cùng nhau và gắn bó với nhau về hoàn cảnh chung của cả hai. Rick Santorum nói rằng, anh ấy và tôi đều là những người công giáo mạnh mẽ. Chúng tôi đều là người gốc Ý và chúng tôi đều là luật sư với quan điểm chính trị bảo thủ. Chúng tôi giống nhau về rất nhiều thứ trong cuộc sống. Nhưng mà không phải là ông Rick Santorum tin là Patsy Pullon đã làm điều gì sai, mà ông tin rằng Patsy Pullon chỉ là người chứng kiến những điều sai xảy ra trong một thời điểm khá tế nhị. Nhưng Pullon giờ đây sẽ thấy tên mình được in trên khắp báo chí trong nước và thế giới. Ông ta đã từng được báo chí chú ý khi ông phụ trách quyền bào chữa của Donald Trump trong phiên luận tội lần đầu tiên. Trước thời kỳ Pullon trở thành cố vấn của Trump, vào năm 2018, Pullon là một trụ cột trong cơ sở pháp lý cánh hữu của Washington. Ông làm việc cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr trong thời gian đầu tiên làm việc tại Bộ Tư pháp và là cố vấn nội bộ cho Hiệp sĩ Columbus, tổ chức anh em công giáo nổi tiếng, trước khi trở thành đối tác tên tuổi tại một công ty luật nơi ông kiếm được khoảng 6,7 triệu Mỹ kim mỗi năm trước khi ông gia nhập vào chính quyền của Donald Trump. Là con trai của một người nhập cư Ý, Patsy Pullon, sinh ra ở New York và lớn lên ở Bronx, trước khi tốt nghiệp một trường trung học công giáo ở Kentucky. Ủy ban ngày 6 tháng 1 có thể nhận được những gì từ Patsy Pullon, kính thưa quý vị. Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 coi cựu cố vấn tòa Bạch Ốc là nhân chứng quan trọng nhất, đã ở trong phòng cùng với Donald Trump trong suốt nỗ lực kéo dài nhiều tháng của Trump để lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Ông Pullon có thể cung cấp những câu chuyện thực để củng cố sự thật về các tình huống mà các nhân chứng khác đã biết và đã cung cấp thông tin về hành vi của Trump trong ngày 6 tháng 1. Việc điều trần của Pullon diễn ra chỉ hơn một tuần sau lời khai bất ngờ của cựu trợ lý tòa Bạch Ốc là cô Cassidy Hutchinson trước ủy ban ngày 6 tháng 1. Và chỉ hơn 2 tuần sau khi dân biểu Lee Cheney, phó chủ tịch ủy ban điều tra, đã yêu cầu ông Pullon làm chứng trên truyền hình quốc gia. Bà đã nói rằng, bằng chứng của chúng tôi cho thấy Patsy Pullon và văn phòng của ông ấy đã cố gắng làm những gì được xem là đúng. Họ đã cố gắng ngăn chặn một số kế hoạch của cựu tổng thống Donald Trump vào ngày 6 tháng 1. Chúng tôi nghĩ rằng người dân Mỹ xứng đáng nhận được phản hồi từ cá nhân của ông Pullon. Ông ấy nên xuất hiện trước ủy ban này và chúng tôi đang làm việc để bảo đảm lời khai của ông ấy. Nhưng mà cho đến nay, kính thưa quý vị, Patsy Pullon, cựu cố vấn của tòa Bạch Ốc, là một nhân tố cố định trong lời khai tại các phiên điều trần trên truyền hình. Cô Cassidy Hutchinson đã làm chứng rằng Pullon đã nhiều lần cảnh cáo Donald Trump rằng cựu tổng thống sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nếu ông đến Điện Capitol trong ngày 6 tháng 1. Cô Hutchinson đã nghe rất rõ ràng cựu chánh văn phòng tòa Bạch Ốc đồng Mark Meadows đã nói rất rõ với Pullon rằng Donald Trump rất đồng ý với đám đông khi mà họ hô vang hãy treo cổ Mike Pence phía bên ngoài Điện Capitol. Hơn nữa, các quan chức hàng đầu của Bộ Tư pháp đã làm chứng tại một phiên điều trần khác và nói rằng Patsy Pullon cũng đe dọa sẽ từ chức nếu Donald Trump bổ nhiệm ông Jeffrey Clark làm tổng trưởng lý và tuyên bố có gian lận là những điều không có thực.
Câu hỏi đơn giản là Passipolon sẽ chia sẻ bao nhiêu sự thật đây? Những điều này liệu có thể so sánh với những tiết lộ khủng khiếp từ John Dean đã mở đường cho sự từ chức của cố tổng thống Ronald Reagan hay không? Dù Donald Trump không còn tại nhiệm, nhưng mà với những tiết lộ nguy hiểm của Passipolon, thì con đường đến nhà tù của Donald Trump sẽ bị thu ngắn rất nhiều. Một vài bản tin quốc tế, kính thưa quý vị. Ukraine vừa sa thải hàng loạt đại sứ. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky ngày 9 tháng 7 đã ký sắc lệnh sa thải đại sứ của 5 nước Đức, Ấn Độ, Cộng hòa Tiệp Khắc, Na Uy và Hungary. Sắc lệnh không nêu cụ thể lý do ông muốn sa thải những đại sứ của Ukraine và liệu Kiev có dự định bố trí công tác khác cho họ hay không. Tổng thống Zelensky thời gian qua liên tục kêu gọi các nhà ngoại giao đẩy mạnh vận động cộng đồng quốc tế để hỗ trợ tài chính và viện trợ vũ khí để giúp Kiev đối đầu với lực lượng Moscow. Người được chú ý nhiều trong đợt sa thải này chính là đại sứ Ukraine tại Đức, ông Andriy Menik. Quan hệ Ukraine và Đức thời gian qua có nhiều căng thẳng do những khác biệt về lập trường áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông Menik đã từng gây tranh cãi khi có nhiều phát ngôn phản cảm và công khai phản đối chính sách viện trợ của Đức. Chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz muốn Canada trả turbine cho công ty năng lượng Gazprom của Nga, trong khi Ukraine đề nghị Ottawa hãy giữ lại turbine với lập trường cần tuân thủ các lệnh trừng phạt, trong đó có yêu cầu không chuyển giao các thiết bị liên quan đến khí đốt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài nguyên Canada Jonathan Wilkinson nói rằng nước này sẽ trả lại turbine cho Đức. Việc sa thải các đại sứ Ukraine có thể ảnh hưởng đến chiến lược ngoại giao của Kiev. Đại sứ quán Ukraine tại Ấn Độ cũng chịu trách nhiệm cho các vấn đề ngoại giao với 4 nước lân cận gồm Nepal, Bangladesh, Sri Lanka và Maldives. Và tin thời sự nước Mỹ, kính thưa quý vị, là một vị tướng Mỹ đã về hưu. Ông này đã bị đình chỉ công tác vì chế nhạo bà Jill Biden, tức là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Gary Volesky là một vị tướng 3 sao của quân đội Mỹ. Ông này đã bị đình chỉ công tác sau khi bình luận trên Twitter và chế nhạo bài viết của đệ nhất phu nhân Jill Biden ủng hộ quyền phá thai. Bà Jill Biden đã viết rằng trong gần 50 năm, phụ nữ có quyền tự quyết định về cơ thể của mình, nhưng hôm nay quyền đó đã bị tước đoạt. Nhưng mà tài khoản mang tên ông Volesky đã viết rằng rất vui khi thấy cuối cùng bà cũng biết phụ nữ là thế nào. Nhiều người trên mạng xã hội đã giải thích nhận xét này của ông Volesky là lời châm biếm về sự ủng hộ của Tòa Bạch Ốc đối với cộng đồng người chuyển giới LGBT. Hôm 9 tháng 7, một phát ngôn viên của quân đội cho biết họ đang điều tra về việc liệu bình luận của ông trên Twitter có vi phạm các quy tắc hành xử đối với các sĩ quan đã nghỉ hưu hay không. Ông Volesky đã nghỉ hưu với chức vụ là trung tướng, nhưng đang làm tư vấn cho các sĩ quan quân đội, nhân viên và sinh viên tham gia tập huấn cho chiến tranh và các hoạt động tương tự. Ông Volesky từng phục vụ ở Iran và Afghanistan. Ông cũng là người đứng đầu các vấn đề công cộng của quân đội trong suốt 36 năm sự nghiệp của ông ta. Nhưng đây không phải là lần duy nhất mà tài khoản dưới tên ông Volesky tấn công vào nữ giới trong chính trị. Khi nữ dân biểu đảng Cộng hòa bà Liz Cheney thông báo rằng bà sẽ phục vụ trong Ủy ban Quốc hội để điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol. Và bà tuyên bố rằng công việc của tôi là không vì chính trị đảng phái. Nhưng mà tài khoản tên Volesky của ông tướng này cũng đã phản bác lại và cho rằng tất cả điều này là vì chính trị đảng phái. Và kính thưa quý vị, chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay với nhan đề Ron DeSantis, kẻ nguy hiểm cho nước Mỹ và thế giới. Nếu người Mỹ lại phạm sai lầm một lần nữa,
Kính thưa quý vị, nếu ai đó nghĩ rằng Donald Trump là một mối đe dọa duy nhất đối với nền dân chủ Mỹ, và nếu triệt được mối hậu hoạn này thì đất nước sẽ bình yên, xã hội sẽ tốt đẹp, chính trường Mỹ sẽ hòa thuận, tôn trọng trở lại. Sai lầm, thưa quý vị. Thực tế hoàn toàn nó không phải như vậy. Donald Trump dù đã mãn nhiệm, ông ta đã ra đi. Ông ta đã về miền Nam nắng ấm ở Mar-a-Lago, nhưng mà sức ảnh hưởng của ông ta vẫn còn. Linh hồn của đảng Cộng hòa phát xít đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ông ta. Nhưng mà chủ nghĩa Cộng hòa phát xít đã thay đổi khá nhiều và tạo dấu ấn nặng nề trong quan điểm chính trị của hầu hết các đảng viên Cộng hòa, từ địa phương đến tiểu bang rồi lên đến liên bang. Tôi nói ngay cả khi mà Donald Trump có lăn đùng ra nằm một chỗ, không nói chuyện được hay bệnh ngặt nghèo muốn đi thăm ông bà sớm đi chăng nữa, thì mối họa của chủ nghĩa Trump, chủ nghĩa Cộng hòa phát xít nó vẫn còn đó, không mất đi đâu cả. Bởi vì bất cứ nhân vật nào lên kế nhiệm thì đều bị bắt buộc phải tiếp nối và phát triển tiếp những chủ trương, đường lối của Trump để lại. Không làm gì khác được. Cái bóng của Trump thực sự nó đang ngày càng mờ dần. Cộng với những rắc rối của trách nhiệm pháp lý, với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dù thời gian xảy ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nó vẫn còn hơn 2 năm nữa quý vị. Nhưng mà từ bây giờ, tôi có thể tạo cho mình một niềm tin khá chắc chắn rằng Donald Trump sẽ không còn cánh cửa nào được mở ra cho hy vọng một lần ra tái tranh cử ghế tổng thống một lần nữa. Dĩ nhiên, ngày nào mà ông ta còn sống, đúng là mối đe dọa nó vẫn còn. Khi mà miệng của ông ta còn nói được, chân của ông ta còn đi đây đi đó được, đi vận động bán nón, bán huy hiệu, bán cờ, bán tượng và xin tiền từ những kẻ mù quáng, cuồng tín bại não, thì tai họa nó vẫn còn hiện diện và lan rộng xa hơn ngày qua ngày. Nhưng mà nếu nói đến tai họa của ngày hôm nay và của ngày mai nó có gì khác nhau hay không, thưa quý vị? Xin thưa rằng, tai họa đến từ ngày mai nó còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Tai họa đang có. Tôi không tưởng tượng đến những chuyện không bao giờ có thể xảy ra, hay là mong muốn những điều tồi tệ có thể xảy ra. Chẳng ai muốn những điều đó cả. Nhưng đã là sự thật thì không thể nào nói khác đi được. Chúng ta không thể hạ tầm quan trọng, không thể hạ thấp mức độ nguy hiểm và sự tác hại của một sự việc nào đó để chuyển biến nội dung từ tiêu cực thành tích cực được, từ xấu xí thành tốt đẹp được. Đó không phải là một cách giải quyết. Đó không phải là cách mà chúng ta có thể nhìn nhận rõ một hay là nhiều sự việc qua lăng kính của sự thật. Và chúng ta cũng không thể giải quyết dứt điểm một vấn đề nếu mà chúng ta không nhìn rõ tác động nguy hiểm của nó. Kính thưa quý khán thính giả, điều tôi muốn nói hôm nay là kẻ đóng thế vai cho Donald Trump một cách khá chắc chắn, được sự nhìn nhận và ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa, không ai khác hơn là tay thống đốc nham hiểm, thâm độc, trí trá khôn lường và nguy hiểm hơn Trump gấp trăm lần. Đây mới chính là tai họa cho nước Mỹ, là nhân họa cho người Mỹ. Donald Trump so ra không là gì cả so với kẻ thế vai ông ta. Bởi vì Ron DeSantis trẻ hơn, thâm độc hơn, có ăn học và biết tính toán hơn, và dĩ nhiên là tàn nhẫn hơn Donald Trump gấp nhiều lần. Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis thậm chí còn chưa giành được nhiệm kỳ thứ hai mà trong tiểu bang của ông ta đang bầu cử. Nhưng mà đó là chuyện nhỏ quý vị. Đó chỉ là bước đệm nhúng để cho Ron DeSantis có thể qua đó nhảy cao và nhảy xa hơn. Và dù bản thân ông ta cũng như giới lãnh đạo đảng Cộng hòa chưa công khai nói ra điều này,
Nhưng mà mọi quyết định dường như đã được an bài và tương đối chắc chắn. Đó là Ron DeSantis đã nổi lên như một đảng viên Cộng Hòa nguy hiểm nhất tại Mỹ và được xem là nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa cứng rắn, mạnh mẽ hơn Donald Trump. Chính Donald Trump biết điều này, nhưng mà đang trong thế yếu và thời điểm này không thể tạo cho ông ta cơ hội để lên tiếng tấn công Ron DeSantis hay là phản bác lại quan điểm về hậu vận của đảng Cộng Hòa, hậu vận của ông cho cái ghế ứng cử viên tổng thống cho năm 2024. Tuy nhiên, đây chưa thể được xem là sự buông tay khỏi tham vọng và chính trị của Donald Trump. Bởi vì tình hình diễn biến nó ngày càng cực đoan, khó lường, nên nhận định tình hình là một chuyện thưa quý vị. Sự thật, nó diễn ra theo chiều hướng nào, nó có xác suất thành công hay thất bại bao nhiêu, nó vẫn rất khó đoán. Dù hiện tại chúng ta chỉ nhìn vào mối tai họa trước mắt, nó đang hiển hiện. Những nhà tài trợ cho Donald Trump từ bao lâu nay? Họ đang nhìn vào viễn cảnh chính trị của đất nước theo một hướng nhìn nó khác hẳn với những người Mỹ bình thường. Họ nhạy bén và sâu sắc hơn những người Mỹ bình thường của chúng ta. Họ biết nắm lấy cơ hội ngay cả khi nó chưa xảy ra. Nhưng mà đối với những người Mỹ bình thường, thì điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là không nên xem thường mối nguy hiểm đang hiện diện trong thời gian thực và không xem nhẹ mối nguy hiểm đang dần hình thành. Nó chỉ thực sự lộ nguyên hình khi mà nắm bắt đúng thời cơ và thời điểm mà thôi. Thưa quý vị, còn với truyền thông dòng chính, cái nhìn của họ khá thẳng thắn. Max Boot vừa viết một chuyên mục trên Washington Post với đầu đề đọc qua đã thấy thật đáng sợ. DeSantis thông minh hơn Trump. Điều đó có thể khiến anh ta trở thành mối đe dọa nhiều hơn. Riêng đối với MSNBC, họ đã đăng hai bài viết của hai tác giả khác nhau nhưng có cái tên liên quan với nhau. Và tiêu đề thứ nhất là Thống đốc Florida Ron DeSantis là một chính trị gia nguy hiểm hơn nhiều so với Donald Trump. Và tiêu đề thứ hai, tại sao Ron DeSantis lại nguy hiểm hơn Trump? Còn với Business Insider, họ chạy với tiêu đề xem thường Ron DeSantis khá rõ nét. Họ nói rằng DeSantis là một cá nhân rất nguy hiểm vì anh ta đã tiếp thu tất cả các bài học của Donald Trump. Nhưng không có bất kỳ hành trang nào nổi bật, một chuyên gia về chủ nghĩa phát xít đầy lập luận. Còn Jonathan Chait của New York Post thì cũng xem thường DeSantis không kém, với tiêu đề hãy tưởng tượng một đảng chính trị được Trump thuần hóa. Ron DeSantis cũng không thể làm gì khác hơn. Các đối thủ trong đảng Cộng Hòa, họ ghét Trump và cũng không thích DeSantis. Họ đã đưa ra những lời buộc tội mà trước đây họ đã không hề dám mở miệng nói ra. Họ nói rằng chắc chắn rồi, Donald Trump đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy và đại diện cho một mối đe dọa đang diễn ra đối với nền dân chủ Mỹ. Nhưng mà xem kìa, anh chàng trẻ tuổi kia từ miền Nam nắng ấm đã từ chối để trường học áp đặt nhiệm vụ đeo mặt nạ lên trẻ em. Trông ra anh ta còn tệ hơn Trump rất nhiều. Cả hai người này đều không xứng đáng chút nào. Nhưng thưa quý vị, riêng đối với những nhân vật lãnh đạo và giới tinh hoa chính trị của đảng Cộng Hòa, họ phải quyết định hai điều. Quyết định thứ nhất là nếu họ thực sự muốn Trump ra đi, thì họ phải đứng vào thế đối đầu với ông ta từ giờ phút này. Nếu chọn Ron DeSantis, thì phải tiến hành, không để phí thời gian vương vấn mãi với ảnh hưởng và sự tác hại do Donald Trump gây ra. Họ nên chào đón Ron DeSantis như một nhân vật tiềm năng và công khai để chấm dứt những gì mà họ tin là tình trạng khẩn cấp chính trị theo chiều hướng ngày càng xấu đang diễn ra do Donald Trump thao túng cử tri Cộng Hòa và các nhân vật đại diện.
nếu không thì chắc chắn sẽ diễn ra một màn đấu đá không thể kiểm soát giữa hai con hổ bên trong đảng Cộng Hòa. Và điều này sẽ khiến cho lợi thế quy tụ cử tri ủng hộ đảng Cộng Hòa về một mối duy nhất sẽ gặp khó khăn. Donald Trump có thể làm hỏng mọi thứ. Ron DeSantis cũng có thể phá tan mọi thứ nếu một trong hai người rơi vào thế việt vị. Nên những lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng Hòa giờ đây họ đang lâm vào cái thế khó, phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt để tạo nên một đấu trường chỉ có một đấu sĩ duy nhất. Và quyết định thứ hai là liệu họ có coi những nỗ lực do Trump lãnh đạo nhằm phá hoại cuộc bầu cử năm 2020 là mối đe dọa chính đối với hệ thống bầu cử của đất nước mà họ là một phần trong cuộc bầu cử này. Nếu câu trả lời là có, thì điều đó có nghĩa là giới tinh hoa chính trị của đảng Cộng Hòa bắt buộc phải đưa ra nhìn nhận rằng chủ nghĩa bảo thủ đến từ chủ nghĩa dân túy là mối đe dọa thực sự cho hệ thống bầu cử Mỹ và cần phải triệt tiêu chủ nghĩa này ra khỏi hệ thống bầu cử chung của cả hai đảng chính trị. Một lần nữa, nếu Donald Trump là người được chọn nhưng sẽ tạo nên cuộc khủng hoảng không đáng có, thì Ron DeSantis là con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng do Trump tạo ra. Nhưng nếu Ron DeSantis là người được chọn, thì DeSantis thực sự là mối đe dọa lớn hơn cả Trump. Bởi vì ông ta sẽ có cơ hội chiến thắng trong cuộc đua năm 2024 và cơ hội điều hành chính phủ mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng cực đoan và tàn nhẫn hơn Donald Trump rất nhiều. Nói chung, thưa quý vị, theo bất kỳ tiêu chuẩn hợp lý nào, thì những tội lỗi được cho là DeSantis đã gây ra trong thời gian là thống đốc của tiểu bang Florida, Nó chưa có mức tác hại rộng lớn, mang tầm vóc quốc gia hay là quốc tế như là những tội lỗi của Donald Trump. Donald Trump đã dọa nạt người phó của mình để thay đổi hoặc là ngăn chặn việc kiểm phiếu đại cử tri. Còn Ron DeSantis đã kết thúc các quy định nghiêm ngặt về COVID của tiểu bang Florida sớm hơn hầu hết các tiểu bang khác. Donald Trump đã kích động một cuộc bạo loạn đến điện Capitol, nơi quyền lực cao nhất của đất nước, để ngăn chặn một thủ tục chứng nhận chiến thắng của đối thủ. Còn Ron DeSantis đã ký một dự luật ngăn cản trẻ em được dạy về khuynh hướng tình dục và giới tính trong các trường công lập. Donald Trump đã tiếp tục quảng bá các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử năm 2020, không ngừng nghỉ, thậm chí đến hơn một năm rưỡi sau khi đã chấm dứt cuộc bầu cử, và buộc các ứng cử viên bầu cử sơ bộ phải tán thành lời nói dối để được ông ta ủng hộ. Còn Ron DeSantis thì chỉ trích Anthony Fauci và chống đối các áp đặt giãn cách của chính quyền liên bang, xem nhẹ sự nguy hiểm của COVID-19. Không còn gì cần phải nghi ngờ thêm nữa rằng Ron DeSantis đang phản ảnh một chính sách của đảng Cộng Hòa Trump mới hơn. Trong khả năng chiến đấu với báo chí, trong việc nhấn mạnh vào các vấn đề văn hóa, trong việc sẵn sàng sử dụng quyền lực của chính phủ trong cuộc chiến văn hóa và khả năng thu hút cử tri của Donald Trump. Tuy nhiên, nếu chúng ta đánh giá từ bên ngoài, thì không có gì bất thường về Ron DeSantis cả. Với chủ đề trọng tâm là tự do, ông ta biện minh rằng hầu hết mọi thứ mà ông ta làm là vì cố gắng muốn đem đến tự do nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiểu bang của ông ta, minh oan cho sự lựa chọn của cá nhân với công việc kinh doanh, đeo khẩu trang và chích vaccine. Sau đó là các biện pháp liên quan đến bầu cử. Ron DeSantis đã ký vào luật cho vẽ lại các khu vực bầu cử quốc hội. Nó rất thuận lợi cho đảng Cộng Hòa trong nhiều năm tới. Tất nhiên, chiêu thức gerrymandering nó không có gì mới cả và nó cũng không phải là duy nhất được sử dụng ở tiểu bang Florida. Ron DeSantis cũng ký một dự luật khiến cho những người phạm tội khó bỏ phiếu hơn.
Trước tiên là họ phải trả các khoản tiền phạt và phí còn nợ. Và qua tất cả những gì mà Ron DeSantis đã và đang làm, thì thưa quý vị, các lãnh đạo đảng Cộng Hòa, họ đã nhìn thấy một Ron DeSantis đang ngày càng sắc bén và mạnh bạo hơn. Họ cũng biết một Ron DeSantis sẽ là mối nguy hiểm rõ ràng trong hiện tại và tương lai đối với nền dân chủ Mỹ. Và không điều gì trong số đó nó có thể so sánh được với những gì mà Donald Trump đã cố gắng làm trong cuộc bầu cử năm 2020. Với quyết định tước bỏ tình trạng thuế đặc biệt của Walt Disney, sau khi hãng này chỉ trích một trong những dự luật giáo dục của Ron DeSantis có vấn đề, thì đây thực chất được xem là một sự trả đũa hay là một cuộc trả thù đối với sự chống đối một chính sách của ông ta. Ron DeSantis có thể là một Trumper ở những khía cạnh tiêu cực, tàn nhẫn, cứng rắn. Nhưng mà điều quan trọng là ông ta lại rất khôn khéo và không thể hiện bất kỳ khuyết điểm nào về tính cách như là Donald Trump. Đây mới là điều thực sự nguy hiểm quý vị. Khi mà chúng ta nói về con người biết cách không để sự đánh giá trùng lập những khuyết điểm của một kẻ tệ hại, nhưng mà lại dành trọn vẹn sự đánh giá cao vì những quyết định cứng rắn, dứt khoát, mạnh bạo và thách thức của một người mạnh mẽ hơn Donald Trump. Ron DeSantis cứng rắn với các phóng viên, nhưng mà ông ta không hề có bất kỳ lời chế nhạo, miệt thị hoặc là lăng mạ vô cớ nào. Ron DeSantis là một nhà chính trị sắc bén và thâm độc hơn Donald Trump gấp nhiều lần. Nói tóm lại, kính thưa quý vị, Ron DeSantis tốt hơn Donald Trump về mọi mặt, theo đánh giá từ giới tinh hoa chính trị của đảng Cộng Hòa. Nhưng đây là tốt hơn khi so sánh với một kẻ tệ nhất. Chắc chắn không sai rằng Ron DeSantis sẽ là kẻ được truyền thông báo chí săn đón cho chiếc vé ứng cử viên năm 2024 của đảng Cộng Hòa. Đây chính là kẻ sẽ nắm giữ linh hồn của đảng Cộng Hòa Trump trong ít nhất 5 năm nữa. Nhưng mà sau khoảng thời gian đó, thì chỉ có thể gọi là đảng Cộng Hòa DeSantis. Và cái tên gọi này chắc chắn nó sẽ tồn tại lâu hơn rất nhiều, ít nhất là vài thập niên. Ron DeSantis không chỉ là mối nguy hiểm nhất với nền dân chủ Mỹ, mà nó còn là mối họa cho thế giới dân chủ tự do. Nếu nước Mỹ, nếu người Mỹ chẳng may một lần nữa lại đi sai đường, bầu lên một kẻ nguy hiểm hơn Trump gấp nhiều lần. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.